Xin chào các bác, chào mừng các bác quay kênh xem video 8. Và video hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác là mẫu Chapter 736 có tay guộc. Như các bác đã thắc mắc, đó là mẫu như lần trước em có làm review, đó là mẫu Chapter 736 tay ngang. Thì các bác đó là mẫu 36 này còn mẫu tay guộc nữa, thì nó có gì khác nhau và giá tiền là như thế nào. Thì video hôm nay thì em sẽ review cho các bác xem mẫu mã và cũng như cấu hình trực tiếp của con này như thế nào nhé. Thì đầu tiên thì các bác nhìn bộ khung này thì thiết kế nó cũng khá là giống với con tay ngang, khung là khung hợp kim nhôm nhé. Thiết kế thì các thứ góc cạnh làm rất là đẹp, mỗi hàng nó nằm ở nó chỉ hiện ở phần đùi đĩa thôi, và tem là tem phản quang, logo 736 cũng tản quang nhé. Và đặc biệt cái sơn này nó là một cái lớp 6 lớp sơn đen này các bác nhìn kỹ, là nó sẽ có một lớp dạ quang lớp nánh, các bác đi tối đẹp, phao sáng rất là đẹp đó, thì sơn các bác thấy rất là đẹp luôn. Và logo Chapter nó có hiển thị ở đây luôn nhé, cũng có phản quang nha các bác, rất là đẹp. Và bộ đùi đĩa trước là cái chống bách, và có trục giữa nó có trục rỗng nha các bác. Nó gồm một vòng bi bạc đạn có cho thấm nước rất là tốt, để trước là Shimano Clarit ạ. Để sau là Shimano Clarit nha các bác. Nip con này thì gồm 8 tầng nip, con này gồm 22 tốc độ. Mayo nó là Mayo Electropec bi bạc đạn. Trục giữa của cái nip sau đó là trục lỗng nhé. Vành là vành hợp kim nhôm Electropec. Sắm lốp con này là sắm lốp Kenda, cỡ là 700x23C nha các bác. Lốp này lốp nì nhé, chứ không phải lốp trơ nha các bác. Các bác nhìn sơ thì nhìn giống lốp trơ, nhưng mà thực ra là một cái lốp nì có phần ở đây nhé. Và phanh của nó thì nó nâng cấp hơn so với bản tay ngang, đó là phanh Electropec. Cái bản tay ngang thì phanh nó là phanh V-Zip bình thường nha các bác. Và cọc yên Chapter ở kim nhôm, yên là yên da mềm Chapter rất là mịn màng êm ái. Và đi đồng với vô tăng này là vô tăng hợp kim nhôm đúc của Chapter. Ghi đồng nó làm rất là đẹp, ghi đồng này là ghi đồng hợp kim nhôm nó làm đẹp này, có cái cỡ thiết kế nó làm rất là đẹp, khác lạ so với bản bình thường. Đây để nắp Clarit. Và phanh trước là phanh Electropec luôn. Sắm lốp là sắm lốp Kenda cỡ 723C, sắm lốp trước phanh cũng là vành Electropec. Và Meyer là vành Electropec trục rộng. Cái càng nó là càng của Chapter, càng thiết kế hợp kim nhôm nha các bác. Chapter có phạt qua nhé. Và đến lớp vàng này các bác đi tối nó sẽ sáng, nhìn lực đẹp lắm. Thì cái màu đen vàng chanh như này thì sau em bán rất là chạy, nhưng thật ra vừa rồi OK để mẫu này bên em bán mức giá khuyến mại đó là 8 triệu nha các bác. Thì em sẽ để link bên dưới cho bác dễ tìm, đó là trang web mg3.vn. Nếu các bác muốn xem chi tiết hơn có thể liên hệ tới đó là số hotline 0933 522 186 để được hỗ trợ rồi như đã hiện hàng nha các bác. Vâng, xin chào các bác, cảm ơn các bác, video của em.